Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, cái bộ trước mắt các bác đây đang là cái bộ mic WeWood M8 cộng. WeWood M8 cộng này thì em đang mở ra và em test cho anh Lâm Thanh Phong nhé. Em test cho anh Lâm Thanh Phong ở Đồng Nai. Vâng, mic M8 cộng giá là 5.2 triệu. Và anh ấy đã cọc trước cho bên em 200.000 và còn nhờ bưu tá thu hộ 5 triệu nữa. Vâng, cảm ơn bác Lâm Thanh Phong rất là nhiều. Khi mà bên em vừa lên video xong thì bác ấy đã chốt hàng bên em và bác ấy đã rất là tin tưởng bên em, cũng đã cọc tiền trước và bác ấy cũng đã theo dõi kênh YouTube bên em được một thời gian rồi. Đấy, và đây là tất cả những cái phụ kiện mà đi kèm với lại mic anh Lâm Thanh Phong nhé. Đấy, tất cả những cái phụ kiện như là chống lăn mic này, rồi là sạc này, và dâu. Đấy, dâu bắt sóng của mic này. Và đây là jack sau ly của mic. Và đây là hai tay mic anh nhé, hai tay mic và đầu mic đây. Bây giờ em sẽ tháo ra và em sẽ test cả hai tay mic và cái đầu mic cho bác nhé. Đó, em test hết cho bác xong rồi là em sẽ gửi cho bác. Vâng, và kính thưa quý vị và các bác, em vừa kết nối cái bộ mic không dây này xong và đây là tần số của hai cái tay mic này. Đấy, tần số của hai cái tay mic này đây. Đấy. Vâng, và bây giờ để em sẽ hát thử một cái đoạn bài hát cho quý vị và các bác cùng xem cái bộ mic không dây WeWood M8 cộng này nhé. Tuy là em hát không hay. Tuy là em hát không hay nhưng mà là em sẽ cố gắng vậy. Đây ạ. Nê. Vâng. Chế độ chống hú zip mic của nó cũng cực kỳ là tốt nhé. Dù là bây giờ em đang để rất là to. Bây giờ em sẽ bật nhạc lên nhé. Đó. Định 1, 2, 4, 5, 6, 7. Định dần dần niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết tên cuộc đời chính chiến quanh năm với bưng biển thì gót liễu mạnh làm sao vượt sóng hành anh chỉ em ngại gió lay tầm xuân vừa hè chiều nào khi về đến ngăn căn nhà màu tím biết anh đang trộm vào mộng chưa tỏ lối bên mưa đang chờ đợi chưa thấy ai
đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống riêng ngậm ngùi, hạt rơi luôn hoa cười, ai chả ngập bên trong cõi hồn duyên ma hồng. Đời anh đây đó mười phương, gặp em anh đã thương đàn thương, thương đôi môi đầy mùa sông, thương khi mắt rào và sóng tuổi ngọc xuân son, nét nga uốn trăng tròn, tình em cao vút trường sơn. Gặp anh em ước mong gì hơn, cho anh bông hồng hồng thắm, cho anh trái ngọt được không, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ. Nẻo đường muôn vàn lỗi, yêu nhau vì lời nói, nhìn nhau qua nụ cười, dặn dò thêm lần cuối, sánh trao cho bầy em lưu bút ghi và lửa quen. Ngày lành hôm sau, màu chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu, hàn nhau tia mắt trao một nụ hôn bắt đầu. Vâng, và hai mic thì đều hát ok như nhau các bạn nhé. Đời anh đây đó mười phương, gặp em anh đã thương đàn thương, thương tôi tôi đầy thương, đôi bạn giàu và sống tuổi ngập xuân son, nét nga uốn trăng tròn, tình em cao vút trường sơn. Gặp anh em ước mong gì hơn, cho anh bông hồng đỏ thắm, cho anh trái ngọt vừa cắm, và còn cho nữa trẻ thơ. Nẻo đường muôn vàn lỗi, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười, dặn dò thêm lần cuối, sánh trao cho bầy em lưu bút ghi vài đứa quê. Ngày lành hôm sau, hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu, và nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu. Ngày lành hôm sau, hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu, ta nhìn nhau tia mắt trao Vâng, đúng thật là một cái bộ micro nó quá VIP và quá đẳng cấp, quá hay luôn.
hát rất là nhẹ và cái chế độ chống hú dít mic của nó cũng cực kỳ là tốt khi mà em đang đứng rất là gần loa. Em đang đứng rất là gần loa và em hát. Và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Đấy, và em cảm ơn bác Lâm Thanh Phong rất là nhiều. Em cảm ơn bác Lâm Thanh Phong rất là nhiều đã ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Và em chúc bác đi làm show đắt hàng, và chúc tất cả các bác, những bác nào buôn bán thì đắt hàng, những bác nào mà chạy show thì thật là nhiều show. Và chúc những cái bác mà ở nhà thưởng thức âm nhạc thì chúc các bác sức khỏe dồi dào, và chúc các bác và em chúc tất cả các bác mãi mãi thành công các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác hãy nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.